Chào các bác nhá. Chào anh em trong hội chim đêm nhá. Anh em đam mê bẫy chim đêm. Hôm nay shop lại tiếp tục shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Lại tiếp tục giới thiệu với anh em một cái mẫu âm ni mới với nhiều chức năng hay nhá. Cái này thì liên tục nghiên cứu những cái mẫu hàng mới để giới thiệu cho anh em, phục vụ nhu cầu của anh em. Anh em càng ngày có nhu cầu càng cao. Shop luôn luôn cập nhật những cái mẫu hàng mới để gửi tới anh em nhá. Mẫu âm ni đánh chim đêm hôm nay gửi tới anh em đó là cái mẫu BLG nhá anh em nhá. Mẫu BLG 253. Đây là cái vỏ hộp bao bì này. Đây là vỏ hộp bao bì nhá anh em nhá. Thực ra bản chất của cái mẫu âm ni này ấy, thì hàng này là toàn bộ là hàng Trung Quốc nhá anh em nhá. Cái này là nó dùng cho âm ni mini ở nhạc trong xe hơi nhá. Đấy. Thì đây là cái bao bì ngoài này. Mời anh em cùng khám phá những cái phụ kiện bên trong nhé. Một tay điều khiển này. Tay điều khiển nhé. Tay điều khiển. Giấy Katano hướng dẫn. Thì trên này nó có cả tiếng Việt luôn nhé. Tiếng Việt không nhỉ? Không có tiếng Việt, chủ yếu là tiếng Anh thôi. Có các nút này, các nút này là tác dụng của các nút này, nhưng mà tiếng Anh thì cơ bản thì mình cũng sẽ dịch được, ví dụ như là play, sit top, auto, into, đường vào đường ra đấy nhá. Đấy, đây là giấy hướng dẫn này. Tay điều khiển này. Cái tay điều khiển này ấy, các bác anh em muốn dùng được ấy, thì sẽ phải rút cái rắc này ra, rút cái dây trắng này ra này để cho nó tiếp xúc pin nhá. Đấy, thì mình sẽ để đây. Đây là phần chính cái âm ly này nhá, phần chính âm ly này. Màu sơn là màu sơn xanh nhá, sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện màu xanh. Cái vỏ này là bằng kim loại nhá, vỏ bằng kim loại này. Cái loại này ấy, thì là sẽ có màn hình nhá anh em nhá, có màn hình thì sẽ giúp các bác biết được rằng là đang chạy ở bài bao nhiêu và đang chạy ở dây thứ bao nhiêu nhá. Đấy. Như vậy nhá. Và cơ bản thì nó giống như các âm ni khác nhá, giống như các âm ni khác. Có 4 cổng ra loa này. Bên trái bên phải này. Rắc auto audio in này, có nghĩa là cái rắc truyền tín hiệu vào này nhá. Cái này là cái dâu anten. Cái này thì có sẵn dâu anten luôn. Công tắc nguồn, công tắc nguồn. Công tắc nguồn này ấy, thì chỉ có tác dụng nhá, chỉ có tác dụng khi mà các bác dùng cái điện 220V này thôi nhá, chỉ có tác dụng khi dùng điện 220V này. Còn điện 12V thì các bác sẽ dùng qua cái cổng DC12V input này này. Đấy, cái cổng này nhá. Thì khi các bác mua, shop sẽ tặng cho các bác một cái dây chuyền DC12V như thế này. Và khi các bác cắm điện 12V vào đây là có điện luôn, không có qua công tắc này nhá, lưu ý kỹ nhá. Đấy nhá các bác nhá. Cái này thì có hai cổng điện 220V và 12V. Còn đây là phía mặt trước, cũng như một cái đầu chuyên nghiệp cho anh em đánh chim đêm. Đó là có cái nút nập lại một bài, nút vớt bài nằm ở trên đầu luôn nhé. Và cái dòng này, cái dòng âm ni mini chuyên nghiệp, gọi là đầu đẩy ấy, đầu đẩy loa nén ấy. Nó bỏ cái chức năng lỗ cắm mic, bỏ cái chức năng hát karaoke đi, tại vì chức năng đấy hầu như là thừa nhé. Cái này dùng cho anh em đánh chim, đọc thẻ chuyên nghiệp nhé. Cái đầu này thì vẫn là có hai cổng thẻ nhớ và USB. Cổng thẻ nhớ thì vẫn là cổng thẻ nhớ bằng thẻ to, thẻ khay to nhé. Thẻ khay to. Đây, thẻ khay to như thế này. Đấy, 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 cổng khay to như này. Và đặc biệt thêm chiếc âm ni này nhá, âm ni này. Âm ni này là sẽ có thêm chức năng Bluetooth nhá. Các bác nhá. Có thêm chức năng Bluetooth. Đấy, sau tôi sẽ thử chi tiết cho các bác xem ở những cái clip sau nó kỹ càng hơn. Clip này chỉ giới thiệu cơ bản cho các bác nắm được rằng là cái mẫu âm ni mới BLG 253 nhá, BLG 253. Cái này cũng rất là chắc chắn, nó nặng khoảng gần 1 kg, 900g đấy nhá. Trong này nó có biến thế để giúp cho mình chạy điện 220V được. Thì sau đây tôi sẽ thử cho các bác nghe âm thanh sơ của nó nhé. Ở đây thì tôi sẽ dùng cái điện 12V cho nó tiện nhé.
dùng điện 12V. À, loa tôi thử trên đôi loa toa 15W Indonesia nhá. Đấy. Indonesia. Thế còn về cái cách câu loa ấy thì cách câu loa thì là các bác cơ bản nắm được rồi. Nhưng mà tôi cũng chỉ rõ cho có một số các bác còn chưa nắm được, đó là các bác bên này có 4 cổng này, bên trái bên phải này. Thì một cái loa này các bác câu vào trong một vế. Cái dây đen này thả vào cổng đen này. Dây đen thả cổng đen, dây trắng thả cổng đỏ. Đấy, tương tự cũng như vậy, làm nốt về bên này. Thế còn trường hợp mà các bác muốn dùng tín hiệu truyền dây truyền vào thì là cắm vào lỗ này. Thế còn muốn cái này có thể nghe nhạc từ điện thoại sang qua cái chế độ bờ Bluetooth nhé. Đây. Qua chế độ bờ Bluetooth luôn. Đây các bác câu như này nhé, dây trắng và cổng đỏ. Đây này các bác này. Đấy, hai vế này. Rất là đơn giản nhá. Rồi. Thì cái này mình sẽ dẫn điện 12V vào. Các bác cắm cổng điện 12V vào đây. Đấy. Các bác cắm vào đây cái là phía bên này là có điện luôn nhá. Cái đầu này thì cắm vào là nó không có báo tiếng. Không có báo tiếng như đầu khác, music hay là loa, cắm vào nó im lặng thôi. À, các bác thử thì các bác cho nhỏ cái âm lượng này xuống đầu tiên này. Cho nhỏ âm lượng này xuống trước này. À, nút bass cho về 0 này. Nút check cho tầm giữa này. Thì khi đấy các bác bắt đầu mới cắm thẻ nhớ vào nhá. Thẻ nhớ cắm vào đầu khay này ấy, các bác lưu ý cắm đúng chiều nhá. Cắm cái chiều mà có lá tiếp xúc lá đồng rồi này, quay lên trên nhá, quay lên trên. Và cắm sâu tay vuông góc vào. Đấy, khi nó nhận được là nó sẽ đọc. Đây, nó đọc này. Đấy. Nó đọc đây này. À, nó, trên này có biểu thị luôn này. Là SD là đang chạy chế độ thẻ nhớ và nó tiếp tục có đếm số giây, đếm số giây cho các bác thì để cho các bác biết được rằng là bài này đang chạy ở giây thứ bao nhiêu và chạy ở bài số bao nhiêu. Cái chạy bài số bao nhiêu thì các bác bấm vào nút next, next tới này. Đấy, lên bài số 02 nhé, bài số 02. Thế còn chế độ vớt bài đây, chế độ vớt bài đây, các bác bấm một lần này. Đấy, bấm một lần nó ra chữ on, o n e thì là nó biết là nó là chế độ vớt một bài. Cái này nó có màn hình như vậy nhá, nó có màn hình như vậy rất là tiện. Đây đây là nút play, stop, tạm dừng này, có màn hình rất là tiện nhá. Thế các bác bỏ chế độ vớt một bài đi thì các bác lại bấm lại luôn này. Đấy, thì nó lên chữ A thì nó sẽ bỏ chế độ vớt một bài đi, nó sẽ vớt tất cả các bài. Đấy, cái này là nó có màn hình như vậy giúp cho các bác là rất dễ quản lý, là nó theo dõi là nó chạy ở cái bài nào, số dây là bao nhiêu nhá các bác nhá. Đấy. Thế ngoài ra thì mình vẫn có thể dùng chức năng này trên tay điều khiển nhá, trên tay điều khiển đây này. Đây ví dụ như tôi bấm tạm dừng này. Đấy, bấm tạm dừng này. Bấm play này. Thế còn các bác mà dùng những cái thẻ mà nó có nhiều bài ấy thì chọn số bài trong này luôn. Chọn được cả số bài trong này nhá. Ví dụ như số 6 này. Thì trên này nó vớt luôn bài số 6 nhá. Đấy, vớt luôn bài số 6. Đấy. Đây. Thế ngoài ra thì còn có cổng USB nhá. Cổng USB. Đấy. Đấy. Đây, dùng ở trên cái tay điều khiển này. Đấy, tới này. Thế các bác muốn chọn cái bài xa hơn ấy, các bác bấm thẳng số này. Ví dụ tôi bấm bài số 20 đi. Đây. 20 này. Đấy, chọn số 20 này. 20 thì dùng phải này. Nói chung là mọi thao tác ấy thì có thể thực hiện ở trên cái tay điều khiển này được. Nhưng mà nói trước với bác là
cái tay điều khiển này thì nó cũng là cái dạng tay điều khiển mong manh, không được chắc chắn lắm đâu, gọi là có cho theo thôi nhé. Còn đâu chủ yếu là mình sẽ dùng chính ở trên cái đầu này, dùng chính như đầu này. Thì bây giờ hai cổng cắm cùng một lúc sẽ có chế độ chuyển đổi cho các bác nhé, chuyển đổi sang cổng các bác. Ví dụ như các bác bây giờ tôi cho nó vào đây nó chạy này. Bây giờ đang chạy ở USB nhé, trên màn hình sẽ báo là USB đang chạy cái bài này ở dây thứ 15, 16, 17 này, đang đếm tiếp này. Đấy. Và các bác bấm vào nút ngoài cùng này nhá, bấm nút ngoài cùng này là cái nút chuyển chế độ nhá, chuyển độ chế độ phát này các bác, đang USB nó phát sang thẻ nhớ này nhá, phát ra cổng thẻ nhớ nhá. Đấy. Và các bác bấm một lần nữa nó sẽ phát sang FM. Đối với cái đầu này ấy thì là mắt FM cực là tốt. Khi nó rè như vậy rồi, các bác bấm vào nút play. Bấm nút play để cho nó tự nó dò đài. Khi nó dò được rồi ấy thì các bác chỉ việc nick lên nick tới là nghe các kênh của đài FM. Đặc biệt cái này là bắt sóng FM rất là tốt các bác nhé. Đấy, bắt sóng FM cực kỳ tốt luôn. Tuổi, quê ở Hải Phòng. Đây là một cái âm ly chuyên nghiệp dành cho anh em đánh chim đêm. Thế còn khi mà anh em không đánh chim đêm ở nhà thì dùng trong cái mục đích giải trí rất là hay nhé. Đọc nhạc bằng thẻ nhớ bằng USB và kèm thêm ở chức năng Bluetooth nữa. Thì sẽ có clip sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cụ thể cái chức năng Bluetooth. Đây này các bác này, khi nó dò đài xong rồi nhé. Khi nó dò xong rồi các bác bấm vào nút next tới next nuôi để các bác chọn kênh này. Kênh 2 này. Kênh 3 này. Đấy. Kênh 4 này. Kênh 5 này. Sau ăn là chủ yếu. Để tăng lên khi căng thẳng và bị stress tinh thần lo lắng. Kênh 6 này. Ở vị trí thường gặp thì người ta hay thấy ở vùng thượng vị khoảng 10%. Hạ vị khoảng 25%, bên trái 20% và bên phải 20%. Bệnh nhân có thể rất chán ăn, mất ngủ, đi kèm. Và này. Lần thứ 8 bàn về chiến lược phát triển biển. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tăng cường thông tin tuyên truyền về biển đảo, phủ sóng phát thanh trên vùng. Các bác muốn chuyển sang chế độ khác thì các bác lại bấm tiếp vào nút này nhé. Giả cùng khách mời của chương trình bàn. À, bấm tiếp một chế độ nữa thì nó quay về chế độ là có chữ like này. Thì nó phát qua cái chế độ mà các bác chuyển dây chuyền ấy. Thì các bác bấm thêm một lần nữa, nó sẽ quay về sang chế độ Bluetooth. Đấy, cái clip sau tôi sẽ hướng dẫn các bác dùng cái chế độ Bluetooth này nhé. Các bác bấm một lần nữa thì nó lại quay về quay về chế độ USB các bác nhé. Quay chế độ USB. Đấy. Bác bấm thêm cái nữa này. Đấy, bấm thêm cái nữa. Là nó sẽ vớt về chế độ thẻ nhớ cho các bác nhé. Đấy. Thế đây là giới thiệu tổng thể cho các bác nắm được cơ bản sơ sơ chính những cái phần chính và cái âm ly gọi là đánh chim lêm chuyên nghiệp BLG 253 với rất nhiều chức năng cải tiến. Đấy, có thêm màn hình cho anh em tiện theo dõi trong cái quá trình đếm số dây của bài và đến bài nào, chế độ nập lại một bài ở trên đầu rất là rõ ràng. Loa âm ly chuyên nghiệp dùng cho phóng ra loa lén nhé, dùng loa lén, phóng loa lén này, hoặc là loa thùng, nó ngắt hẳn cái chức năng karaoke đi để bổ sung những chức năng khác cho nó tốt hơn nha các bác nhé. Thì trân trọng giới thiệu với anh em đánh chim đêm cái mẫu âm ly BLG này nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau. Clip sau tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho các bác về cái chức năng Bluetooth và cái cách dùng nhé. Rồi, xin cảm ơn.